Innova. Vâng, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe được mệnh danh là ông tổ của sự bền bỉ luôn. Đấy, bô lăng của nó này. Đó, sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhé. Đây mặt đồng hồ các bác này. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhé. Đó, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay, xi nhan báo rẽ này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru. Hệ thống quả số này, phanh tay các bác này, phần bệ tỳ tay này. Đấy, trần 3D chống nóng các bác nhé. Đấy, có cả hộp đựng kính các bác này. Sau đây em sẽ cài số lùi xem là con màn hình con này trang bị hai màn hình luôn các bác nhé. Cam hành trình này. Đấy, với mận màn hình bên dưới này. Đấy, hai màn hình luôn các bác nhé. Số má thì rất là ngọt luôn. Đấy, các bác mua về khởi nghiệp kiếm tiền con này thì rất là ok. Đấy, giá thì chỉ có 238 triệu đồng. Đấy, có bao hồ sơ, có lộc cho các bác. Đấy, lộc cho các bác 5-10 triệu khi các bác đến xem xe trực tiếp luôn. Đấy, tính lên xuống nha. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. À, tất cả những cái nhựa ốp cột các bác này khít khít luôn các bác nhá. Táp lô thì đã được trang bị thảm trải táp lô rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Phun nước và gạt mưa. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho quý vị và các bạn xem và tham khảo cái mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân bản G số sàn, động cơ 2.0. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó ăn chỉ có 9 lít xăng. Vâng, chỉ với 9 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá, mà chở được 8 người luôn. Đấy, chở được 8 người trên một con xe các bác nhá. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Toyota Innova sản xuất 2010, hàng quốc dân, giá cả bình dân. Vâng, máy móc thì lổ rất là êm các bác này. Máy lổ rất là êm các bác nhé. Đấy, hệ thống cụm GLS chống trơn, chống trượt và chống bó các bác nhé. Đấy, phần đinh cán dần dần các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Đấy, đinh cán dần dần của xe. Đấy, chưa hề động đến một chút cột bả nào luôn. Hệ thống ốc gác nắp cabo này. Đấy, bầu lọc gió này. Máy móc này. Máy của em nó thì khô ráo sạch sẽ các bác nhé. Không hề có một chút gì dầu nào luôn. Đấy, vậy thì bác nào mà đang cần tìm cái mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng thì đã mua về khởi nghiệp này, alo cho em các bác nhé. Đấy, thì rất là bền và lành. Đấy, dòng Innova thì các bác đã biết rồi đấy. Máy móc của nó rất là ổn định luôn. Đấy, con này nó là động cơ 4 máy, máy 2.0. Đấy, có túi khí, có ABS, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhé. Đây là phần lắp cabo các bác này. Đấy, những phần keo chỉ của xe này, keo chỉ zin các bác nhé. Các lỗ này. Đấy, tròn nguyên bản luôn, không hề có một chút móc méo nào. Nhãn hiệu của Toyota các bác này. Đó, tem mát cho nó ấy sản xuất này. Phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ nguyên đai nguyên kiện luôn. Hệ thống tổng quan của lắp cabo. Đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy các bác này. Đấy, biển kiểm soát Nam Định các bác nhé. Mặt tản ga lăng này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hệ thống đèn pha. Đấy, cặp đèn pha này. Đấy, ô sờ kê luôn các bác nhé. Xem đăng kiểm của nó thì còn đến tháng 6 năm 2024 các bác nhé. Đấy, đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2024 các bác này. Đấy, đăng kiểm dài như cầu Thanh Trì luôn. Đấy, 238 triệu đồng. Có bao hồ sơ, có lộc lá cho các bác. Lộc lá to khi các bác đến xem xe trực tiếp từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Đấy. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Innova, mẫu xe quốc dân, mẫu xe bền đẹp rẻ tiết kiệm này, nhấc máy lên alo cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau. Z
Dạ vâng, trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe hàng quốc dân giá cả bình dân cho anh chị quý vị và các bạn mua về che mưa che nắng tập đi tập lái. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, động cơ 1.5, đeo biển kiểm soát 15A, vâng 34096, hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Toyota Vios, vâng hàng quốc dân.